Ok thì về hôm nay là con ra 9 9 con phê rồi. Thì chị giải về rừng này. Không ghi thu ở đây là không ghi thu sao giải thích. Đọc chat ok bắt đầu với đâu chết tôi là được 21 điểm. Một câu là một điểm à, không khác gì classic. Bộ 43 điểm. Thì một 46
9, 4, 4. Thầy hoàn toàn có thể áp dụng deadline được nhưng mà không cần thiết. Chúng ta không có bốn được.
Evil. Thường khi làm ốc y vật thì hay đốt thẳng ra như này. Những câu có độ khó cao hơn thì thường sẽ tô màu chẳng để nhận biết dễ hơn. Ừ. Này thì chưa cần thiết.
Những con đường khá là dễ. Cái con này có lung rồi. XV nhưng mà chỉ dùng negative thôi. Ai thường sẽ để ý các số nhỏ 1, 2, 3, 4. Số đấy sẽ negative được nhiều hơn là các số lớn. 1 thì sẽ không ở cạnh 4, cũng không ở cạnh 9. Ở đây 1 không cạnh 9, 2 không cạnh 3, sẽ còn 7, duy nhất 7. Tám. Xong không cạnh 4 đây. Bốn không cạnh 1. Một ở đây không nằm giữa 9, không là cạnh 9, không là giữa 4, sẽ là tay 1 4 ở đây. Giữa 1 thì sẽ không có 9. Tháng 3 không cạnh nhau. Giữa nó chắc chắn có số. Bảy bảy chín có cạnh 4 được.
Thành. Bột. Này giữa 2 số 4 không có 1. Mình sắp ra. Đấy, ở đây không 2 kìa. Bỏ chín không cạnh nhau được. Chào chị. Còn 26. X chấm. X chấm thì cái mình sẽ nốt những cái ô đầu tiên có thể có vào những cái này. 5 thì chỉ có một trường hợp. Sau đây có thể 23. Rồi 1 cũng là 23. Vậy cái này không có 23 nữa. Nó lên 4. 16 thì không lên 5 được. Đây là lúc này chúng ta 4. 21 thì có thể là 5. Hoặc 6. 26 cũng là 56. 7 số là 28 rồi. Giờ thì là 6 7 3 4 42 là 78 72 cũng là 34 đây người là 45 cũng là 3, 4, 5 10 có thể là 3 hoặc 4 10 không có hết được là 4 5, 6 là 4, 5 31 thì có thể là lên tới 7 ừ. Rồi tôi nhìn ở đây nếu trường hợp 6 và 3 thì sẽ là 3 hay 1 ô này nhỏ nhất là 4 8 thì sẽ là 2 3 thì cái này là 8 8 thì là 1, 7, 2, 6, 3, 5 P tầm 6 thì là 3 3 thì đây là 16 42 lại 3 thì là 38 5, 6 12 triệu 31 cộng 17 31 cộng 17 là bao nhiêu? 48 48 lớn hơn 45 nên tổng của hai cái này phải lớn hơn 9 và cái phần thừa ra sẽ bằng 3
không, gọi là phần chung nhau chứ phần giao nhau bằng ba. Nếu là 5 ấy, thì cậu cơ thể tối đa là 4 thì mới là 9. Trường hợp duy nhất là 6 và 4 để lớn hơn 9. Và phần giao của nó là cái đây, 4 là cái đây, giao ô này, giao bằng 3. Có 3 rồi thì 15 chứ không thể 5 nữa. Bởi vì 5, 15 là số là 1, 2, 3, 4, 5. Bảy bảy thì có thể là 1, 6 hoặc 2, 5. Chỗ này cũng có thể làm tương tự 25 cộng 12 là 37, nhỏ hơn 45. Đây tổng của hai đầu này thì nhỏ hơn 9, đây là 3. Và phần mình là ô này sẽ là 45 trừ 37 là 8. 48 thì là 12. Mười hai còn lại 9 18 27 36 45 chỉ có thể 27. Bốn ba bảy chỗ này còn 10. 10 thì có thể là 19 hoặc 28. Một hai ba bốn năm sáu tám bảy chín bốn cộng 12 cộng nhiều. Hai mươi sáu nét vuông này sáu sáu bốn tám tám thiếu tám cần phải học đi. 26 thì phần thừa ra sẽ là 19. 19 trừ 3 là 16. Hai ô này không thể là 79, nó có 7 ở đây rồi. Nó là này nó sẽ là 5. Thừa ra 5, 4, 9, 9, 8, 17. 17 là thiếu 9. Thiếu 9, 1, 2. Là 27. Sáu phần thừa ra của 24 là 24, 24 3 ô là 7, 8, 9.
1, 4, 5, 6, 7, 20, 50, 5, 4, 2 là 11, 9, 1, 7, 2, 7, 2, 3, 6. Một hai ba bốn sáu bảy tám chín kêu năm bây giờ còn tổng đang chưa dùng tổng mười mười thứ bảy hôm nay có tức là một sáu và hai năm hôm nay có hai ở đây năm ở đây rồi. Sáu rồi. Từ giờ cậu này khoảng 19 được 28 này. Tổng này 6 chứ 7 là 19 18 hai chín bảy chín bốn bảy bảy đây năm tám chín chín thêm bô một hai ba bốn năm chúng ta có thể đâu chúng ta gì không rồi hai ba bốn năm
Một à. Hai ba bốn và hàng hàng ba này, đây là hai vị trí duy nhất của hai ba này. Ở này sẽ có pair hai ba bốn, nó sẽ là một trong hai ô này. Hai ba thì đây là một hai, nhưng mà đây có một rồi, đây là hai. Như vậy bây giờ vị trí của bốn nó có cả bên này. Hai ba. Sáu sáu bảy là bảy tám chín một ba bốn có bạn cho ra bạn ba là hạt sáu là vào đây chị bồ ở đâu cái này gọi là gì ở chung là năm xuống. Bốn năm sáu bốn ở trên này sẽ là bên này không thì đang gặp lại tay tay chín bóp này chỉ nằm đây bên bốn năm bên
6 7 ai ở lại đồng thời gì ô này, ô này không thể là 7. Thêm một 3 điểm, 70 điểm, một số điểm khá cao với con chip lọ này. Cái gì vào hàng kỳ thích em pe Sky.
8 tôi chịu ở đây, 4 tôi chịu ở đây, 9 ở đây, tương tự với cái này, tôi kéo sẽ ở đây, trong cùng một bóng, 9 ở đây. Tăng dần rồi. Hai, một năm ở đây. Nhưng lại khá ở chỗ này. Ừ. Một trăm hai giờ hai cái chân bị chê hai ở trong hai lần này ba chỉ năm đây chỉ năm đây chưa đầy làm bộ. Chị ở đây thì tám ở đây, tám không ở đây, tám chín ai không để hai một chín có một ở đây rồi, đây là chín ở đây. Tám tám ở đây không ở đây tám không ở ba này tám cho hai này một em bên này mà có năm tăng dần bạn ở đây. Bốn thì ngôi này vẫn có thể là ba hoặc một hai ở đây hai này cũng sẽ bị che đi ta phải được như giờ chỉ ắt chặn được trước tám
Có thể đánh được không? Nhỏ hơn 4. 1, 3 thì chi được đánh đây được. Bốn, nhỏ hơn bốn, không có hai ba, không có hai một ba thì chín, có thể là ở đây. Chín ở đây. Nhỏ hơn chín, một hai ba. Tám. Gì tám tám, bỏ lại không tám được luôn. Nhỏ hơn bốn, cộng một ba đứa thì nó chỉ chẳng có sáu. Bạn 1, 3, 5 1, 3 ở đây là 1, 6 3, 6 1. Bốn ba lá bảy, ba lá không ở đây được. Ừ. Năm bảy một ba sáu chỗ này cái hướng này một ba sáu tám một thì không có tám
Đây chỗ này không bật gì được. Bật cái gì? Có cái chỗ này chưa dùng. Bốn. Bốn. Chín. Bốn sáu. Đây là phải. Bốn ba năm. Đây sáu cũng được. Đồ năm này tắt gần này rõ hơn bảy còn sáu năm bốn ba không ba được nó được là sáu ba bốn năm bốn ok nó là x different còn rất là hay nhận thấy khoảng cách của này là một cách của cái này là ba lệch ba thì sẽ có ba bộ là một đôi bảy 258 và 369 lại có 258 rồi có 369 rồi mình sẽ làm 47 cái lệch 1 chữ 3 là 789 là còn cái này như đây là một chuỗi ba ô thì có thể là một hai hoặc ba hoặc bốn hoặc là bốn bốn thì cái này sẽ là chín năm một ô này một hai ba bốn năm sáu bảy
Rồi, 6 thì cho thêm lệch 3 được nhỉ. Tôi lại sẽ cung cấp cho cả hai y này, tôi lại đốt lên ô này. Tôi tạo nhất là 4. Tức là chỗ này là ít nhất 3. Chỗ này ít nhất là 4. Sau là lệch 1. 5 lệch 3 lệch 2. 8 9 thì ô này là 5 hoặc 6. Một lệch năm thì là sáu bảy lệch năm hoặc sáu cái ô này lên ô này lệch năm bốn thì đây là chín. 9 thì chắc chắn không thể là 9 ở đây được, vì ở đây không thể là 4. 5 thì đây có thể là 6, 7. 2 là 6, 8 là 6, 7. 8 là 6 là 2, 7 là 1. Một thật khai. Bột thì đây là 8, 7, 7, 6, 5, là 2, 2, 7, 5, 7, 2, 5, 3. Một hai ba bốn này một lệch một cây gạch ti đúng là hai đây là một một đây là bảy bảy thì à chưa biết. Đây có thể là 3, 4, 5, 6. 4 không được. 2, 4, 5. Là 7 thì đâu lại là 2 chứ. Hai
Đâu, chú hôm nay lạc ba được Vegati rồi bắt đầu chị lạc năm đây lạc hai bỏ cái chặn đi chín bảy năm 753 lệch đạp còn 6 273 8 không có 9 được vì hai này không thể lệch cao 9 24 kilo này không 6 được 6 là đây B3 5 2 đang có 2 7 này sẽ phải là chẳng đây sáu sáu một bảy hai thế ô này có bốn bốn chữ này không thể đánh tám được đấy một bảy tám là một chín là 3 9 6 2 bốn chín chín là bốn bảy chín bốn bảy một còn bảy gì thì chỗ này là hai tám bảy hai sáu thứ bốn là bốn năm ô này là bốn rồi đi về năm ok cuối cùng
Nightmare. Đây là một rung khá mới. Nhưng mà được sáng tạo từ khá là lâu, cách đây khoảng 1 năm. Bây giờ về đi. Bỏ mặt đây. Đây, 7 đây. Đây. 7 ở đây, bỏ 8 ở đây đi. Chiều. Đây. Năm. Ở đây là 9 lần, 9 lần đây. 9 là còn 2. 2 lại 2 đây, 3 đây lại 2 đây. Còn 5. Đây là đây còn nạp rồi, đây là hai. Ba sáu. Ba đây bỏ ba đây. Ở đây còn hai. Ba sáu
Đây. Đi bạn cháu ở đây đi, cháu lại chị ở đây. Chỗ này còn là 3 năm. Là 49. Ủa này không có chi. Nó cũng có 2 4. Ủa này cậu ba. Tám đây bỏ bảy đây. Tám đây bỏ bảy đây. Ừ. Chín bảy sáu rồi chị, sáu chín hai chín sáu. Ok, xong hết classic Sudoku, đi ra hai.